Khi nhắc đến Rolex, quý vị sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Chiếc đồng hồ nào đầu tiên? Chắc hẳn là Rolex Submariner, Rolex Daytona. Nếu nói đến những chiếc đồng hồ cổ của Rolex, có thể là chúng ta đã chiêm ngưỡng được những chiếc đồng hồ bỏ túi của Rolex. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Hiệp sẽ giới thiệu tới quý vị một chiếc đồng hồ rất đặc biệt, mới được bán ra năm 2011. Không phải là quá cũ, nhưng rất ít khi chúng ta có thể thấy được ở trên thị trường. Và đó là chiếc đồng hồ gì? Đây chính là một chiếc đồng hồ Rolex ở trong hình dạng một đồng xu $20 của Mỹ. Đồng xu này có niên đại năm 1890 và chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ rất ít khi gặp và Hiệp chưa từng thấy nó ở Việt Nam. Chiếc đồng hồ này có gì đặc biệt? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video này quý vị khán giả nhé. Đây là một chiếc đồng hồ ở trong một đồng xu năm 1890 của nước Mỹ. Thì đồng xu này có đường kính là 34.5mm và ở hai mặt của đồng xu chúng ta có thể thấy được những biểu tượng được chạm khắc rất là đẹp mắt. Đồng xu này ở phần hông sẽ được có những cái vân sọc và điểm đặc biệt đó chính là cái phần chúng ta muốn mở cái chiếc đồng hồ này ra, chúng ta sẽ ấn vào cái nút ở bên hông của đồng hồ góc 3 giờ. Đây, em sẽ ấn cho quý vị xem. Đó, thì nắp đồng xu sẽ mở ra. Phía bên trong chúng ta sẽ lật nhẹ nó thôi. Chiếc đồng hồ này không phải là chiếc đồng hồ để chúng ta có thể dùng xã, nên là chúng ta mọi việc, mọi cái thao tác chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng khi chúng ta mở ra. Đây, phía bên trong chúng ta sẽ thấy một cái phần nắp được chạm khắc, được làm vân hoàn thiện, vân black tròn. Và đồng hồ nhân vật chính của chúng ta đây, hết sức cẩn thận quý vị ạ. Đó, đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Vậy thì nếu như mà chúng ta muốn xem giờ thì chúng ta có cách nào khác không? Thì đây, chúng ta sẽ sử dụng móng tay để góc 12 giờ có một cái lẫy, chúng ta có thể cậy nhẹ nó lên, nhẹ thôi quý vị ạ. Đó, thì đồng hồ sẽ lên được như thế này. Quý vị thấy chưa? Rất là đặc biệt, rất là tinh tế và rất là hiếm khi thấy xuất hiện ở trên thị trường. Chiếc đồng hồ thì thuộc bộ sưu tập Cellini. Chúng ta sẽ có những chiếc đồng hồ rất là đặc biệt đến từ Cellini, như là Cellini hoàng tử này, thế hệ Cellini mới này, 505, 10, 15 hay là 25, thậm chí là Moonface là 35, 505, 35. Nhưng quý vị đã từng nhìn thấy chiếc Cellini này chưa? Hãy cùng comment ở phía dưới video quý vị khán giả nhé. Mặt số của chiếc đồng hồ này thì là được làm mà hoàn thiện trái tia vàng champagne. Góc 12 giờ đó là logo Rolex, 6 giờ là Cellini. Phía sau đáy của đồng hồ thì được hoàn thiện trái xước dọc. Chiếc đồng hồ này với tình trạng rất mới. Và ở phía đáy của cái đồng xu ấy, chúng ta có thể nhìn thấy cũng là được hoàn thiện vân tròn black. Rồi chúng ta sẽ có thêm một chỉnh giờ và lên cóp cho đồng hồ là núm ở góc 1 giờ. Rất là nhỏ, rất là khó có thể thao tác mạnh mẽ, mọi thứ phải diễn ra rất là nhẹ nhàng. Và chiếc đồng hồ này hiện tại đang ở lot 190 của Antique Room, sẽ được đấu giá ngày 25 tháng 11 năm 2023. Định giá hiện tại của chiếc đồng hồ này đang là 7.600 đến 16.000 USD. Quý vị có muốn sở hữu chiếc đồng hồ này không ạ? Và chiếc đồng hồ này sẽ được đấu giá với mức giá bao nhiêu thì chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.